Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh định Cư và Cuộc Sống ở Canada Thưa quý vị, câu chuyện tình của ông Trùm Giang Hồ, người Mỹ gốc Việt Nguyễn Đăng Lưu vẫn chưa có hồi kết thúc Như các bạn đã biết, trong phần trước của câu chuyện, ông Nguyễn Đăng Lưu đã vượt tù trở về quê nhà để hỏi tội đối thủ Đã có rất nhiều quý khán thính giả nói rằng, uh, làm sao mà đã vào trong tù rồi mà lại có thể vượt được tù mà làm sao mà một người công an để có thể là bỏ quên chìa khóa, không khóa phòng để cho ông Lưu vượt tù một cách dễ dàng như vậy? Vâng thưa quý vị và các bạn ở trong câu chuyện này mình sẽ xin giải thích như sau. À, thực ra thì trong con người không có ai có thể vẹn toàn. À, các chiến sĩ công an làm việc thì đôi khi cũng có những lúc quên. Mình cũng đã từng nghe nhiều câu chuyện là nhiều khi nào vào phòng giam và đến khi ra thì chẳng hạn như có một cuộc điện thoại thì nhấc máy nghe thì trong khi đó lại quên nóng quên nóng khóa cái chuyện đó là chuyện rất bình thường các bạn ạ à, cho nên là cái trường hợp đó là có thể là xảy ra và chính cái thời cơ đó là thời cơ để cho ông Lưu vượt tù đáng ra theo như mình suy nghĩ ông Lưu không bao giờ vượt tù đâu nhưng chỉ vì cái cuộc viếng thăm mà giữa luật sư ông anh trai và bà Thanh và cả vợ hai của mình là bà Yến đã đến thăm ông Lưu và sau khi biết tin mình bị ông triển nhiều lần cưỡng hiếp cưỡng ép để để hiếp và muốn cưỡng đoạt tình yêu của vợ mình thì ông Lưu đã quá bức xúc và khi đó ông ấy mới nảy sinh ra ý nghĩ để vượt tù. Các bạn cũng biết rằng trong cái viếng chuyến viếng thăm đó, một ông trùm giang hồ ở Mỹ đã từng làm gọi là một trùm một cái băng đảng giang hồ ở bên đó mà phải rơi rệ, rơi giọt lệ uh, trong khi gặp vợ con. Thì các bạn đã biết rằng là ông ấy uất hận ông triển cái người bạn nối khố của ông ta đến mức độ như thế nào vâng ở trong cương vị của các bạn cũng nghĩ thế thôi ngay cả khi mà uh, phía mà bên phía công an không bỏ quên không quên không đóng khóa lại thì chính bản thân ông này cũng có khả năng vì vấn đề đó có thể vượt tù một cách dễ dàng nhiều người cũng đặt câu hỏi là liệu có thể rằng là phía gia đình ông triển đã đã hối lộ tiền bạc cho phía bên chính quyền để có như là ông à, phía gia đình ông lưu có phải đã hối lộ tiền bạc cho Uh, những cái người công an để cho ông Lưu ra tù hay không thì chuyện này theo như mình biết không bao giờ có xảy ra bởi vì ở pháp luật đất nước nước nào cũng vậy nhất là pháp luật Việt Nam trong những cái trong những trại tù này rất là nghiêm khắc nếu mà có một ai đó dám làm công việc này thì làm sao mà có thể là chạy trốn được bởi vì chẳng hạn trong cái ca trực đó là của anh rồi mà anh lại bảo mở khóa cho người đó để trốn ra tù thì cái tội của cái người này có mà, mà nhận bao nhiêu tiền bạc cũng không coi như là nại được với cái hình phạt mà do chính quyền đưa ra chứ là không có cái chuyện đó các bạn nhé vâng thưa quý vị và các bạn như các bạn đã biết rằng là câu chuyện ông lưu vượt tù đúng vào lúc mà con gái của ông mới từ canada trở về ờ, hiện nay cả vợ bà vợ cả là bà thanh và con gái của bà là tên là hoa và bà vợ hai là bà hoàng thị yến rồi mà, biệt danh là nữ quái cũng đã trở về việt nam tất cả đang tạo lên một thế sức ép lớn cho phía gia đình nhà ông triển. trong khi đó con gái của ông thanh người ta nói rằng là dâu là rau lào thì sâu đó con gái của ông lưu không hổ danh là một người con gái tài ba và hiểu biết về pháp luật. Đấy, trong cái ngày đầu tiên về có nhận là cô ta đã đến uh, nhà ông triển nói chuyện và tại đây cô ta đã ghi âm tất cả cái cuộc điện thoại này và sau đó là đấy là bằng chứng ở trong cái cuộc điện thoại mà ghi âm cô gái tên Hoa này đã nói với ông Triển rằng là bắt ông Triển phải thừa nhận vấn đề là đã nhận tiền của gia đình ông Lưu là 360 triệu nhưng đã ăn không. Đây là tiền bồi thường mà hai gia đình đã thỏa thuận với nhau. Vấn đề thứ hai là cô gái này bắt ông Triển phải thừa nhận cái vấn đề là cưỡng hiếp mà mẹ mình và cho người đứng chụp ảnh và những hình ảnh đó cái clip đó là cái clip giả. Vâng và ông Triển đã sau khi bị uh, uh, bà Yến đe dọa rằng là sẽ đưa cái câu chuyện này ra đến luật sư và sẽ gửi lên coi như là đại sứ quán Mỹ để can thiệp thì ông Triển lúc đó sẽ bị gắn ghép vào hai cái tội, sẽ bị cái tội thứ nhất là tội coi như là ăn tiền, uh, ăn tiền 360 triệu kia. Cái thứ hai là ông ta đã cố tình cưỡng ép uh, bà thanh uh, trong khi đó thì ông triển là không rất là sợ hãi và đã coi như là đồng ý với cô gái tên hoa này đã nói ra sự thật tất cả câu chuyện và cô con gái của cô ông lưu đã chấp ngay lấy thời cơ này à, đã đưa ra cái bằng chứng này cho ông triển biết và nói rằng nếu ông triển mà không rút đơn để kiện cha của cô gái này thì coi như là ông triển sẽ bị vào tù mà tội của ông còn nặng hơn rất nhiều so với tội của cha cô ấy có một bạn khi xem cái câu chuyện này đã đặt tên cho cháu Hoa biệt danh là Điệp Viên 003 tức là ba bà tam hoàng cháu hoa giỏi đánh nhanh thắng nhanh và phân thắng bại luôn ở đây người ta uh, những bạn đưa ra những lời bình luận mình thấy cảm thấy cũng rất đúng người ta nói rằng là cha nào thì con đấy thôi uh, vốn dĩ ông lưu là một chùm giang hồ thì con gái của ông ta cũng không thiếu gì những cách để trở thành những người thủ lĩnh vâng thưa các bạn không những con gái của ông Lưu à, lấy được cái bằng chứng từ phía ông Triển mà bản thân khi ông Lưu vượt tù đi về nhà các bạn biết rằng là công an đã đến hai gia đình nhà ông Lưu và nhà bà Thanh khám xét nhưng không thấy ông Triển đâu nhưng ông Triển như các bạn biết rằng ông ấy là một chùm giang hồ cho nên cái chuyện lẩn trốn công an trong đêm tối chỉ là chuyện rất nhỏ đối với ông ấy và ngay sau khi công an mà ra khỏi cái cái nàng bản của ông ấy thì ngay lập tức ông ấy xuất hiện ở nhà ông Triển và đã coi như là dí dao vào cổ ông Triển ở đây các bạn biết không trong câu chuyện này phần trước mình đã vẫn chưa tiết lộ cho các bạn mà cái vấn đề khi đó mà bà Yến đã chưa nói cho mình nghe là là ông Lưu đã kề dao vào cổ ông triển lấy điện thoại của ông triển bắt mở điện thoại ra và có nhiều ghi âm sau đó ông Lưu đã giữ cái chiếc điện thoại này ông triển đã thú nhận hoàn toàn cái hành động của mình rằng là uh, ông ấy chỉ yêu đơn phương bà Thanh thôi và ông ấy muốn lấy bà Thanh làm vợ và cái số tiền 360 triệu là do hai đứa con của ông Bảy Mưu ra muốn cướp đoạt trắng cái số tiền gia đình ông Lưu bồi thường. Nếu qua như lời khai của ông Triển như thế này và câu chuyện này mà nếu cái bằng chứng này được đưa ra thì không những ông Triển mà hai đứa con của ông Triển cùng đều bị đi tù, có nghĩa là ba cha con của ông Triển đều phải vào tù chứ không phải một mình ông Triển nữa. Cho nên là bây giờ coi như gia đình như ông Lưu đã nắm giữ được coi như là cái um, cái phần bằng chứng đó rồi rất có lợi thế. Và ở đây phía ông Triển bây giờ lại phải cầu xin phía nhà ông Lưu. Nếu mà vụ sự vụ này đưa ra tòa thì coi như là chắc chắn rằng là bên phía ông Lưu sẽ thắng kiện. Các bạn cũng biết rằng là tại sao khi mà ông Lưu, à, bà Yến, bà Thanh ở khi mà kịp thời phát hiện ra à, chồng mình trở về nhà để đe dọa ông Triển cầm dao như vậy thì đã ngay lập tức coi như là thu giao của ông Lưu và nhanh chóng gọi điện cho công an đến đưa ông triển về đồn công an. Ở đây các bạn biết rằng là bà Yến quá thông hiểu về luật pháp, bởi vì một người trốn tù trốn trại thì có thể sẽ bị uh, pháp luật xử án từ khoảng 6 tháng đến 3 năm tù. Cho nên là khi mà bà Yến gọi điện ấy, là nói rằng là ông triển tự thú thì à, ông Lưu tự thú, coi như khi trốn tù về vì nhớ vợ con quá, cho nên là trốn tù về và bây giờ đã gặp được vợ con rồi, tận mặt tận mũi rồi, biết mọi người vẫn khỏe mạnh rồi, thì ông ấy đã tự thú. thì ở đây có nhiều một cái lý do này rất chính đáng có thể là giúp cho luật sư của nhà ông Lưu à, giải quyết trong cái vấn đề là giúp ông ấy có thể trắng án trong vụ án này. Vâng thưa quý vị và các bạn, uh, sau khi mà ông Lưu được đưa về nhà tù thì phía nhà ông Triển đã uh, Đi chủ động đã đến gặp gia đình nhà ông Lưu để nói chuyện Ở đây cả ba cha con nhà ông Triển Khi ông Triển nói chuyện như vậy thì uh, đã nói ra những cái điều rằng là uh, uh, Bố đã nói với uh, bên phía nhà ông Lưu là thừa nhận rằng là Các con hai con đã lấy cái số tiền 360 triệu đó Bản thân cha cũng chưa được đồng nào Thì lúc đấy hai đứa con của ông Triển lúc này là bắt đầu lo sợ Và lúc đó đã bàn bạc và để đến nhà ông Lưu để xin lỗi và đã hứa rằng là tất cả mọi uh, uh, câu chuyện này coi như xí xóa và không thể, không đưa ra tòa không kiện cáo gì nữa vẫn là để đây là bên phía nhiều ông Lưu mặc dù cũng ghi âm những lời nói này nhưng vẫn chưa có thể tin tưởng được hết quan trọng nhất là cả muốn cho cả hai luật sư của hai bên gia đình đang nắm giữ cái hồ sơ của hai phía để mà cả hai bên gặp nhau và có cả mặt hai bên luật sư nữa thì lúc đó thì câu chuyện mới có thể ổn áp được vâng thưa quý vị và các bạn cũng trong uh, câu chuyện này có rất nhiều người khuyên bà bà Thanh là vợ của ông triển phải lên nhanh nhanh chóng chóng đi về Canada bởi vì ở đây chỉ thêm rắc chuyện uh, một bạn Cúc Lê đã bình luận cái lời bình này và uh, là bảo bà Thanh nếu mà không yêu ông triển thì tốt nhất là đi về Canada đi còn nếu mà cứ cố tình ở Việt Nam thì rõ ràng là bà ngoại tình và yêu ông triển này rồi thì bà mới cố tình ở lại chứ nếu bà không yêu ông triển thì bà ở lại đây làm gì nhưng mà quan điểm của mình thì lại khác rõ ràng và cũng có rất nhiều người phản đối các bạn Cúc theo cái bình luận đó bởi vì sao các bạn hình dung ra một khi người chồng của mình mới đi tù 20 năm từ Mỹ trở về gặp nhau chưa được một tháng thì về Việt Nam lại bị bắt tiếp và theo như lời đe dọa của ông Triển thì ông Lưu có thể bị tù đến 20 năm Thế bây giờ một người đàn bà, một người vợ mà yêu chồng chẳng nhẽ thì thấy chồng bị tù như vậy mà lại đi bỏ bỏ Việt Nam về Canada hay sao? trong khi đó thì bà thanh đã từng hối hận rằng là tất cả lỗi lầm này là đều do bà ấy chỉ vì một sự giận dỗi nhất thời mà bà ấy đã từ canada bỏ về việt nam đến và chính cái câu chuyện này đã khiến ông lưu phải coi như là từ canada bay về việt nam để gặp bà ấy nếu mà bà ấy không giận dỗi chồng không về việt nam thì làm sao có chuyện gì xảy ra ở đây ban đầu mọi người đều đổ cái lỗi này là do ông lưu là do ông lưu đã nói cái câu chuyện mà có vợ hay và có một đứa con riêng ra nhưng thực ra mà nói thì uh, trước sau gì thì một người đàn ông đàng hoàng thì người ta cũng phải nói câu chuyện đó ra thôi người ta không thể giấu giếm mãi được trong khi đó thì ông lưu đã có con với cả hai người và ông ấy cũng không bao giờ nghĩ bỏ ai mà một vấn đề khác nữa mà vấn đề quan trọng nhất trong cuộc đời có nghĩa là ông lưu mục đích nói ra để cho bà thanh chấp nhận người vợ hai của mình là bà hoàng thị yến để ông ấy rút chân ra khỏi giang hồ và đưa bà yến sang đất nước canada sinh sống vâng thưa quý vị và các bạn các bạn biết rằng Mỹ và Canada là hai quốc gia có đường biên giới giáp nhau và rất là gần nhau thôi. À, thì trong khi đó thì ông Lưu à, là có quốc tịch Mỹ và đã lấy bà Yến trong cái thời gian mà tham gia trong cái băng đảng giang hồ gì đó. Còn bà Thanh mà khi theo chồng từ Mỹ sang Canada cách đây là hơn 20 năm để coi như là ông chồng trồng cây cần xa thì bà đã ở lại thành phố Vancouver và định cư ngay ở tại Canada suốt hai chục năm nay để chờ đợi chồng. Cho nên là cái câu chuyện hai bà này là hoàn toàn hai người không biết nhau. Và khi lần đầu tiên bà Thanh nghe câu chuyện là chồng mình tâm sự có người vợ và có con và muốn đưa về sang bên này thì ai cũng vậy thôi. Ai cũng có cái máu ghen trong người. Chờ lúc đấy là bà Thanh oán trách chồng nhiều lắm nghĩ rằng là ông ấy bạc bội mình quá bạc bội bởi vì mình đã chờ đợi ông ấy hơn 20 năm và nuôi một mình nuôi con không đi tới chồng cứ đằng đẵng chờ đợi 20 năm trời đến khi chồng ra tù lại đi nói chuyện đi có con với có vợ một người vợ khác với có con thì người đàn bà nào chả là điên máu lên đúng không ạ bà Thanh vẫn là một người hiền hành bà ấy không nói gì bà ấy chỉ tuyên bố một câu rằng nếu mà anh vẫn quyết định là đưa cái người vợ hai về bên này, về bên Canada sinh sống thì em sẽ đi về Việt Nam ngay. À, em không muốn sống cùng một người đàn bà khác. Bản thân em mà mẹ con em không muốn chia sẻ cái tình cảm cho những người đàn bà con gái khác. Đây là quan điểm mà tất cả mọi người đều đều giống bà Thanh thôi. Theo mình nghĩ là là như vậy. Và ông Lưu không bao giờ nghĩ được rằng bà Thanh nói là làm trong khi mà ông lưu đang tính là để thuyết phục dần bà thanh thì bà ấy đã âm thầm bỏ ngay ra coi như là, uh, mua vé coi như là đi ngay về việt nam và cái điều này đã xảy ra quá bất ngờ và như các bạn biết rằng ông lưu rất hối hận khi phải nói ra điều này nhưng thực chất uh, nếu ai hiểu chuyện thì sẽ không bao giờ trách ông lưu bởi vì trong cái trường hợp các bạn biết rằng là một người mà rút chân ra khỏi giang hồ không phải là chuyện đơn giản một uh, người đang đứng trong băng đảng này và đã coi như là biết được tất cả các bí mật trong cái băng đảng đó về cách thức làm ăn ra sao ra sao đường đi nối lại để ra sao rồi cách kiếm tiền như thế nào đúng không ạ mà bây giờ rút chân giang hồ mà chẳng hạn như người đó lại thông báo tất cả những cái bí mật đó cho phía cảnh sát thì băng đảng này chắc chắn sẽ là tan 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 rã đúng không ạ chính vì vậy mà những kẻ rút chân ra khỏi giang hồ rất dễ bị thủ tiêu bởi vậy mà ông lưu mới tính đến cái kế sách là đưa bà yến và đứa con riêng của mình là một cậu con trai bây giờ mình vẫn chưa biết tên là đến sang canada để sinh sống bởi vì bên mỹ nó rất loạn các bạn biết rằng là bên mỹ và canada là hai nước giáp nhau nhưng cái à, cuộc sống lại hoàn toàn khác nhau ở bên mỹ thì toàn bộ người dân có thể được sử dụng súng à, họ có thể ví dụ như một cái câu chuyện rất nhỏ có thể bực bội nhau có chuyện gì có thể vác súng ra bắn nhau nhưng ở bên canada thì lại súng ống lại nghiêm ngặt còn hơn cả ở việt nam à, bên canada là có cái pháp luật rất nghiêm ngặt về sử dụng vũ khí cho nên là người dân không bao giờ có quyền sử dụng vũ khí đây là một đất nước đáng sống nhất thế giới và luật pháp rất là nghiêm minh bởi vậy mà ông lưu muốn rút chân ra gian khổ và muốn đảm bảo cái mạng sống cho vợ con của mình à, mạng sống cho vợ con là bà vợ hai là bà hoàng thị yến với cô cậu con trai nữa cho nên là đã về nói chuyện với vợ cả là để đưa cái bà vợ hai sang bên này để sinh sống cùng chung sống một gia đình thì các bạn biết rằng là ông Lưu này đã à, ở khi mà ra tù là sang bên Canada này là đã sinh sống cùng bà Thanh gần một tháng bởi trong thời gian đó con gái của ông tên là Hoa đang đi thác nước Niagara để cứu người yêu của cô gái này tên là Nguyễn Anh Tú đến từ trường đại học xây dựng Hà Nội và trong gần một tháng trời cô gái này mới cứu được người yêu từ thác nước Niagara trở về Vancouver À, cũng trong thời gian gần một tháng bà Thanh sống với ông Lưu thì ông Lưu chưa tiết lộ cái điều mà uh, mình có vợ con ở bên uh, ở bên Mỹ Đấy, hai vợ chồng vẫn sống hòa thuận với nhau và lúc đó bà Thanh nó bảo là bảo chồng mình đi thác nước Ligara để giúp đỡ con gái mình để cứu người yêu đó nhưng ông Lưu đã nói rằng à, một cái chuyện còn con như vậy mà con gái của tôi không làm nổi thì nó sẽ không làm gì được trong cuộc đời này nó tự phải cứu người yêu của nó đây là một cái khó khăn rất nhỏ trong cuộc đời của nó thôi không? còn cuộc đời còn dài nó sẽ còn phải gặp nhiều khó khăn thì hãy để cho nó tự xoay sở tự lo liệu ấy thì ở đây là một cách tức là huấn luyện con theo mình nghĩ một cách dạy con rất là rất là ok đấy đấy là cái cũng như người ta nói rằng bây giờ một đứa bé nó ngã ra vậy chẳng hạn nó chơi đùa nó té ngã mà bạn ra lâm nữa nó dậy thì không bao giờ nó trưởng thành hãy nó ngã ra như vậy nó chơi nó ngã đau nó khóc nó tự đứng dậy nó tự vươn lên như vậy thì mới gọi là dạy con cho nó có một cái cách gọi là tự lập và chính ông Lưu cũng dạy con gái theo một cái cách như vậy mặc dù ông Lưu và con gái của mình à, chưa biết mặt nhau bởi vì trước lúc ông Lưu đi tù là không biết vợ mình có có bầu à, trước khi mà bị cảnh sát uh, Canada truy đuổi thì có ông chạy sang, sang Mỹ thì lúc đấy ông chưa biết là vợ mình có bầu. Đấy cho nên là hai cha con còn chưa gặp nhau Nhưng ông Lưu vẫn đầy đủ bản lĩnh Không cần gặp con vội Và để cho con tự xoay sở cứu người yêu của mình Ở thác nước Gara Trước một nhóm buôn người từ Việt Nam Sang đến cái đường dây đưa người sang tận Mỹ Và chính cô gái này đã thành công Đây thì mình mới gọi là rau lào sâu đấy Các bạn biết rằng Ông Lưu đã gần một tháng trời Không nói cái điều bí mật ra đó với vợ không không nói với bà Thanh rằng là tôi đã có vợ ở bên Mỹ mà chỉ chờ đến khi con gái của mình trở về và cậu con rể tương lai của mình từ thác lớp liêu ra trở về Vancouver thì ông Lưu mới sau khi đoàn tụ gia đình thì ông Lưu mới nói cho bà Thanh biết. Tất nhiên là ông Lưu chưa kịp nói hết chuyện bởi vì mới nói chuyện là à tôi đã có vợ và có à, một cậu con trai ở bên đó rồi thì bây giờ tôi muốn đưa cái à, vợ hai về bên này sinh sống với bà. Cái thứ hai là muốn tôi muốn rút chân ra khỏi giang hồ. Đấy. tuy nhiên mới nói đến cái chuyện mà có vợ và có con ở bên Mỹ thôi thì bà Thanh đã tức tưởi nào vào phòng và ôm mặt khóc tất nhiên là ai cũng tủi thân đúng không ạ chồng mới về được gần một tháng uh, chưa kịp có những gia đình đoàn tụ coi như là đã nói những lời coi như là để mà khiến người khác đau lòng như vậy và tất cả những điều đó chính là cái lý do mà khiến cho bà Thanh phải trở về phía Nam và đến bây giờ phải trở lên cái câu chuyện trở lên nó phức tạp như vậy bây giờ câu chuyện hiện đại thì phía gia đình nhà ông Triển đã biết rằng là à, không thể đấu lại được gia đình nhà ông Lưu rồi và đang phải coi như là à, lún đường, coi như là yếu thế lún đường cầu xin bên phía nhà ông Lưu là không đưa cái vụ này ra tòa nữa. Bởi vì nếu đưa ra tòa thì khả năng là cả hai bên đều đi tù, nhưng chắc chắn là ông Triển sẽ bị đi tù nặng hơn. Trong khi đó nhà ông Triển thiệt hại hơn rất nhiều là cả hai đứa con của ông đều bị đi tù vì cái tội tống tiền 360 triệu một số tiền không phải là nhỏ so với gia đình ông triển và so với ở Việt Nam tất nhiên là so với gia đình ông Lưu thì coi như là nó chỉ là một cái mắt mũi thôi bởi vì ông ấy là một chùm giang hồ và bà Hoàng Thị Yến trong 25 ông chồng đi tù thì đã thâu tóm nàng em và coi như là đã rửa những cái đồng tiền này bằng cách buôn bán bất động sản và trở thành những cái đồng tiền đó trở thành những đồng tiền sạch và như các bạn đã biết rằng là Chính bà Yến đã gửi cho con gái riêng của ông Lưu là cô gái tên là Hoa này 100 triệu đô la các bạn ạ một số tiền rất lớn để uh, theo yêu cầu của ông Lưu trước khi ông Lưu rời Canada về Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn uh, theo như mình một thông tin mới nhất để mình biết về câu chuyện này thì bây giờ hiện tại là uh, hai bên phía luật sư và gia đình nhà ông Lưu và ông Triển đã gặp nhau. Cả hai bên đều thống nhất với nhau một quan điểm rằng là không đưa sự vụ này ra tòa mà giải quyết theo trên cái vấn đề tình cảm. Và tất cả những cái câu chuyện này đều được hai bên luật sư coi như là viết giấy tờ ký kết đồng hoàng Hà hoi Chứ không phải là trước đây là xử sự, sự theo cái cách nhà ông Lưu và nhà ông Triển là hàng xóm với nhau, cứ lói mồm với nhau, đưa tiền 360 triệu chẳng biết viết một cái giấy tờ gì. Mà bây giờ hai luật sư của hai bên làm việc rất chặt chẽ với nhau trong khi đó gia đình ông lưu đang thuyết phục bà thanh nhất là bà yến cũng thuyết phục cái người vợ cả của ông lưu là hãy cùng cô gái tên là hoa đi trở về canada nhưng bà thanh này rất cứng đầu cứng cổ mình dùng cái từ này cũng không phải lắm nhưng mà bà ấy nhất quyết không chịu về bà ấy nói rằng bây giờ câu chuyện đã sáng tỏ tức là à, bà ấy nói chuyện cùng cha mẹ chồng là câu chuyện này bây giờ đã sáng tỏ cha mẹ biết rằng con không hề yêu ông triển trong 20 năm con xa quê hương đất nước con chỉ về một năm lúc mà cha mẹ con mất thôi. Tức là về một lần. Tức là cách đây 15 con có về một lần là lúc đó là cha mẹ của con mất thì con mới về. Còn thì con chưa bao giờ về đến Việt Nam thì làm gì có cái chuyện con yêu ông triển được. Nếu người ta yêu nhau thì người ta phải có như phải có như gần nhau liên tục chứ đúng không ạ? Chứ là bây giờ ông triển cũng đã thú nhận cái chuyện là ông ấy chỉ là thích một mình con, ông ấy yêu đơn phương thôi và ông ấy cố tình cưỡng ép con thôi. Là Uh, cha mẹ biết rằng uh, con trong vấn đề là con trong sạch. Con rất yêu chồng con mà bây giờ chúng con sống với nhau không được mấy năm cả mà anh ấy phải vào tù 20 năm. Đến bây giờ anh ấy lại tiếp tục phải vào tù thì làm sao con có thể bỏ anh ấy đi về Canada sống được. Bây giờ con về Canada thì con sống cũng như chết mà thôi. Bởi vậy con xin cha mẹ, xin anh và xin em con xin được ở lại đây để coi như là uh, đi tiếp tế rồi nói chuyện được nhìn thấy mặt chồng. Chứ bây giờ con về Canada là lòng dạ con sống không yên Con sống không bằng chết nữa Khi bà Thanh nói cái câu chuyện này ra Bà ấy khóc rất nhiều và cầu xin cha mẹ chồng Và anh chồng hãy cố gắng hiểu lòng mình Và bà Thanh quyết định một điều rằng là Từ hôm nay trở đi Bà sẽ sang ở cùng cha mẹ chồng và ông anh chồng Chứ bà không ở cái nhà riêng của cha mẹ mình để lại nữa Để tránh trường hợp ông triển hoặc là Có ai đó có thể làm cái điều gì đó khuất tất Mà coi như bà ở một mình thì không biết làm cách nào thì ở đây thì bà sẽ gia đình nhà chồng thấy vậy thì cũng rất là ok và cô gái tên Hoa thì ở đây đã được gọi là dạy cho một bài học quý đáng cô gái này sau khi nghe câu chuyện này đã gọi điện cho mình đầu tiên là cô ấy gọi điện cho người yêu sau đó gọi điện cho mình nói chuyện về ở Việt Nam cô ấy rất vui mừng rằng là bây giờ phía nói chuyện với mình là phía nhà ông triển đã xuống nước như vậy và coi như là cô ấy rất là phục coi như là tính cách của mẹ mình À, cô ấy nói rằng là à, thực ra cái điều mà coi như là mẹ của cô ở lại ban đầu ấy thì cô ý định từ Canada trở về uh, Việt Nam là ngay cả bà Thanh là không muốn trở về Canada thì cô gái này cũng cưỡng ép mẹ của mình phải trở về. Nhưng đến khi nghe bà Thanh nói chuyện bà quá yêu chồng như vậy và quyết định ở lại Việt Nam ngay cả chồng tù 20 năm thì bà ấy cũng ở lại Việt Nam năm thì cô gái này thấy tình yêu của mẹ vĩ đại quá, mãnh liệt quá. Và cô ấy nói rằng là con thấy rằng đây là một bài học ở trong câu chuyện tình yêu đối với con mà con cũng phải ghi tâm khắc cốt. Con rất cảm phục cái tình yêu của mẹ con đối với cha con. Chính vì cái vấn đề này mà con đã để cho mẹ con tự lựa chọn và quyết định. Con chỉ cầu xin mỗi mẹ con rằng là à, bây giờ hãy Uh, nhận cái số tiền uh, mà của cha để lại và để tu sửa căn nhà của của ông bà ngoại, tức là cô Hoa con gái tên là Hoa này gọi là ông bà ngoại đã để lại đó. Tu sửa lại Đoàng Hoàng và coi như là để trở thành biến nó thành một cái uh, mua cái trung tâm để coi như là mua bán tất cả những cái hải sản mà trong làng trong thôn đánh bắt cá đi đánh bắt cá về thì sẽ uh, mình sẽ mở một cái đại lý để thu gom tất cả hải sản của bà con uh, dân trải lại uh, bằng cái giá cao nhất để giúp đỡ bà con làng xóm và sau đó uh, từ cái đại lý này sẽ bán đi cho, cho ra các tỉnh. Đây là cái suy nghĩ của bà Thanh mà khi bà trở về Việt Nam mà để nghĩ mà quyết định sống ở Việt Nam là bà vẫn đã có suy nghĩ đó rồi. Thì bà lúc đó thì bà mình nói chuyện với con gái rằng là uh, bán cái căn nhà ở Vancouver đi. Và các bạn biết rằng là căn nhà ở Vancouver hiện tại của bà Thanh ước tính vào khoảng 2 triệu đô la Trước đây bà mua độ khoảng chưa đến 1 triệu đô la đâu khoảng 800 nghìn Nhưng mà trong gần 20 năm qua thì căn nhà này bây giờ nó đã trở thành khoảng 2 triệu đô la nó lên giá Và hiện tại thì bà Thanh vẫn chưa trả hết cái số tiền nợ ngân hàng Bởi vì là mua cái căn nhà này theo cái chuyện trả góp Cho nên là bây giờ cô con gái của bà Thanh đã nhận được 100 triệu đô la Từ bà Yến gửi cho thì đã trả xong cho chuyện ngân hàng và bây giờ ý định của bà Thanh muốn giúp đỡ tất cả bà con nàng xóm bằng cách là thu gom mua tất cả cái hải uh, những uh, hải sản mà bà con đi đánh bắt cá về uh, để giúp đỡ cho bà con đó là một cách như là một giúp đỡ người dân trong nàng thì uh, mình trong câu chuyện của cô gái tên là hoa này mình cũng biết được rằng bà yến có nhiều cái ý tưởng rất là hay bà ấy đã ra gặp coi như là uh, công an của cái xã này và muốn làm tất cả các con đường nhựa uh, chạy chung quanh làng xã ở cả một cái xã đó luôn tức là bà ấy sẽ đầu tư về tiền bạc để giúp đỡ tất cả và, uh, những bà con trong cái thôn xã này là uh, xây những cái đường nhựa liên thôn trong bốn cái thôn đó trở thành một cái xã là liên thôn với nhau thì các bạn biết rằng như ở việt nam theo mình biết thì nếu một cái con đường nhựa mà ước tính dài độ khoảng 1 km thì mình ước tính đâu mất khoảng 2 tỷ có không biết có chính xác hay không và nếu mà trong một cái thôn một cái xã gồm 4 thôn như vậy thì không biết là mất bao nhiêu tiền nhưng mà, mà, cái số tiền các bạn biết rồi của vợ chồng ông trùm này nó là số tiền kinh khủng lắm không biết họ có bao nhiêu tiền nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện rất còn con. Khi bà Yến mà ra gặp uh, trưởng uh, công an xã rồi tất cả những cái cán bộ ở, ở cái xã này. mà nói cái chuyện là muốn uh, uh, đầu tư giúp đỡ để xây tất cả cái đường con đường nương thôn đấy. Uh, và đường cống thoát nước cho nó sạch sẽ đi. Các bạn biết là một làng quê đang đất cát như vậy mà được xây dựng một cái đường nhựa trải liên thôn bốn thôn lại với nhau. Và toàn là đường nhựa không thì uh, ông chủ tịch Lào chả sướng đúng không ạ và chắc chắn là uh, sẽ ngay lập tức người ta sẽ đồng ý luôn, chẳng mất bất đồng nào cả, tự nhiên có người đầu tư làm như vậy để cho cả làng cả xóm cả xã coi như lối liền với nhau mà coi như đường nhựa coi như sạch sẽ như vậy. Vâng thì coi như là họ uh, chính quyền đã ngay lập tức rất là đồng ý và cổ vũ. Tất nhiên là họ phải thông qua ở cấp trên nữa, nhưng chắc chắn là cái vấn đề này sẽ được thôi. Nhưng mà trong câu chuyện này thì mình khi nghe thấy chuyện này thì mình thấy rằng là đầu óc của bà Yến tức là bà vợ hai của ông Lưu lời quá tanh tưởi tức là bà ta đã nghĩ ra đến cái cách như vậy như người ta nói như là kiểu há miệng mắc quay đúng không ạ bây giờ đã giúp chính quyền cái số tiền lớn như vậy rồi để xây dựng như thế rồi thì chắc chắn rằng chồng của bà sẽ không bị, bị tù nữa rồi chắc chắn người ta sẽ giảm cho người ta sẽ à, nhìn vào những cái mặt này ấy hoặc là đây mới là cái sự khởi đầu của bà yến thôi mình nghĩ rằng bà yến này còn có thể giúp đỡ ở cái xã này có thể nhiều vấn đề khác nữa nhiều người nói rằng là gia đình nhà bà Yến này tiên như vậy đút nót công an làm gì có chuyện đút nót được để cho chồng trắng án cái tội lù lù ra đi đánh ông triển như vậy gọi là gây thương tích nặng như vậy đúng không ạ rồi lại cái tội có như là từ trốn trại nữa ờ, ông triển thì không dám tố cáo cái tội mà ông lưu dí dao vào cổ đâu nhưng mà cái tội mà trốn trại thì ai cũng có thể nhìn thấy rồi chưa là đây là cái cách mà vợ hai của ông ông lưu rất là khôn ngoan có nghĩa là muốn giúp đỡ tất cả coi như là trong cái xã này uh, về cái con đường đi uh, cho nên là công an xã sẽ có những cái bản báo cáo viết lên trên huyện trên tỉnh và chắc chắn theo mình nghĩ là ông lưu có khả năng sẽ được tại ngoại trắng án các bạn ạ. vâng câu chuyện hôm nay của mình xin chia sẻ và tạm dừng ở đây thôi các bạn muốn biết Xem diễn biến câu chuyện này ra sao, ông Lưu có bị phải xử án bao nhiêu năm tù và ông Triển có bị vào tù hay không thì sẽ đón xem trong video sau các bạn nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khán và thính giả ở những video sau.